Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Xe đạp Đường 8. Tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác đó là một mẫu xe đạp City. Thì đây là một mẫu xe đạp Max, một mẫu xe đạp đến từ gọi là sản xuất Đài Loan, tại Đài Loan. Và cũng như là đây một cái thương hiệu khá là mới, và con này thì cũng mới ra được một thời gian ngắn thôi, nhưng mà nó cũng đang được rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích vì cái sự thiết kế rất là độc đáo của nó, cùng với bộ cấu hình nó là khung hợp kim nhôm và bộ grip của nó là Shimano Tuned gồm 8 nít và chỉ có một đĩa thôi. Đĩa là cỡ là 48 nhá, đĩa 48 nhá. Đấy thì trục trước trục sau thì nó đều là mặc đạn hết rồi, đi cực kì nhẹ luôn, và con này thiết kế to như đi đồng này. À cực kì chất luôn. Đấy. Tay đề là Bicolosis. Và đây là toàn bộ cái mẫu mã cũng như là thiết kế của nó là rất là đẹp, nhìn rất là thanh mảnh nhá, dành cho các bác nào cũng như là các bạn nào thích đi những bộ xe đạp City, một bộ xe đạp thon gọn nhẹ như mẫu này. Đấy, như mẫu này hiện tại được rất nhiều các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ đang rất là yêu thích cái mẫu này. Đấy, ok, thì mức giá của nó thì nó cũng rất là mềm thôi, chỉ từ 4 triệu đồng là các bác sở được ngày bộ xe đạp City Max với một cái thương hiệu đến từ Đài Loan này các bác nhá. Đường link mẫu xe này em sẽ để ngay bên dưới để các bác có thể vô tìm hiểu kỹ hơn chi tiết mẫu xe này nhá. Và để đặt hàng các bác cứ liên hệ số thoại hotline 0933522186 hoặc 0936307177 nhận được cái mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất tiền hàng các bác nhá. Còn bây giờ thì em sẽ quay cho bác xem chi tiết cận cảnh mẫu xe này xem có gì đặc biệt nhá. Đầu tiên thì các bác sẽ nhìn cho em đó bộ khung thì cái khung kim nhôm em vừa giới thiệu quá. Đây có nhìn thấy cái bố hàn nó là rất là to, kiểu vây cá rất là khỏe, chắc chắn và cũng không thể nào kéo phần sang trọng, nhìn rất là khỏe đẹp luôn. Đấy, từ cái chi tiết bột nó hàn rất là chắc chắn luôn, bố hàn rất là to nhá. Và đùi đĩa thì thế đó, hợp kim nhôm đúc nhá, và cỡ răng của nó cỡ 48 nhá, đĩa 48 nhé. Và trục giữa đó là trục đúc bị hoặc đạn nhé các bác nhé. Và tiếp theo phần vào sau thì cổ đế sau có những cái đó của nhà Shimano Tuned mới nhất luôn, 10TX nhé. Và nip sẽ gồm cho mình tới 8 tầng nip, xích nip là của Shimano, Meyer của nó Meyer đúc bị hoặc đạn. Và tiếp theo phần vành nó vành hợp kim nhôm hai lớp nhé. Đàn hoa thì cũng đã được căn chỉnh rất là căng luôn, chuẩn tới 98-99%, nên các bác về chỉ việc yên tâm và đi thôi. Xăm đốc của Kenda. Đấy, cỡ của nó đây em nhìn cho xem, cỡ của nó là 723C nhá. Và phanh là phanh hữu cơ nhá. Đấy, và pedal nó là pedal nhôm đốc bi hoặc đạn coi nhá. Yên là yên da mềm và cọc yên hợp kim nhôm quá nhanh, ghi đồng vô tăng được thiết kế là kim nhôm luôn, nó đều được phủ lên, nó lớp sơn điện chống sức cao cấp. Đây kèm vào dòng xe Max xuất lắp ráp tại Đài Loan, cụ đề Microsoft 8 nip và phanh là phanh nhựa cơ. Đây là phanh cũng bóp rất là nhẹ và rất là ăn luôn, bóp rất là dễ chịu, rất là thích nhá. Và càng của nó càng hợp kim thép nhá, càng của Bách luôn, hãng nó luôn, phanh điện cơ và vành nhôm hai lớp, xong lớp Kenda máy ở nút bị bọc đạn. Đây là cái cấu hình con xe đạp Max bản mới nhất trong năm nay, cũng như là bản bộ xe đạp City đang rất là hot trong thời gian hiện tại này. Ok, đặt hàng các bác nên ngay số thợ hotline 0933522186 nhé, cũng như là để giải đáp tất cả các thắc mắc của các bác luôn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bác đã coi video này của em. Xin chào các bác.